Truyền thống tháp 10 đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Bác Hồ ơi, non sông Việt Nam có vẻ vang, dân tộc Việt Nam có trở nên tươi đẹp được hay không, có bước lên đài vinh quang sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu. Lời Bác dạy năm nào vẫn còn vang mãi trong tim chúng cháu, như lời thiêng sông núi, như lời nhắn gọi hào hùng của lịch sử dân tộc suốt 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Trong giờ phút thiêng liêng này, dưới ngọn đuốc rực sáng hôm nay, chúng cháu hướng về Bác, nhớ về người chiến sĩ cách mạng một đời hy sinh cho dân, cho nước. Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta, thương cuộc đời chung thương cỏ hoa, chỉ biết quên mình cho hết thảy, như dòng sông chảy nặng phù sa. Bác Hồ ơi, kính dâng lên người, ngàn hoa rực rỡ bao câu hát tuổi thơ. Bác Hồ ơi, kính dâng lên người, trăm năm hoa Bác Bó. Bên con suối nhỏ có bông hoa đẹp là anh Kim Đồng, người đội viên đầu tiên với trái tim hồng sắc cờ Tổ quốc. Anh Kim Đồng ơi, anh Kim Đồng ơi, khi anh xa rồi, khi anh xa rồi, thương anh xa người, thương anh xa người, đôi ta cô nói. Bao về anh về Giang Lao, Giang Lao, sông phong mang. Vâng, chiếc lồng chim, cái cần câu đã đi vào lịch sử như nhắc nhở chúng em rằng những người con đất Việt cần cù giản dị, đầy lòng nhân hậu, thủy chung son sắc, sẵn sàng trở thành anh hùng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Ôi Việt Nam xứ sở lạ lùng, đến em thơ cũng hóa anh hùng, cả ông già cũng trở thành chiến sĩ, và cây trái cũng trở thành vũ khí. Từ đóa hoa kim đồng hóa thành ngọn đuốc sáng Lê Văn Tám, đốt cháy kho xăng giặc bằng ngọn lửa rực cháy lòng căm thù và lòng yêu nước của một trái tim chỉ biết hy sinh cho dân, cho nước, cho Tổ quốc thân yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cháy bất diệt đời đời, lửa thắp sáng niềm tin và hy vọng, lửa sáng rực mùa hoa lê kim ma đất đỏ miền Tây, để chị Võ Thị Sáu anh dũng kiên trung trước quân thù. Đến bây giờ, sóng vẫn vỗ về Côn Đảo, hát mãi khúc hát ngợi ca người phụ nữ anh hùng. Mùa hoa lê kim ma nở ở quê ta miền đất đỏ, thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng đã chết cho mùa hoa lê kim ma nở, đời sau vẫn còn nhắc nhở sông núi đất nước ơn người anh hùng đã chết cho đời. Một trong những anh hùng đội viên ở xứ Thanh đã anh dũng hy sinh khi còn rất nhỏ như Tô Vĩnh Diện, Trần Thị Nhiên, Trần Thị Vệ, đó là anh Nguyễn Bá Ngọc. Năm 1964, Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam, vừa cho máy bay leo thang đánh phá các tỉnh miền Bắc Việt Nam, máy bay ném bom cả vào trường học, bệnh viện. Nguyễn Bá Ngọc và các bạn phải đi học trong cảnh sơ tán dưới hầm hào. Ngày 4 tháng 4 năm 1965, máy bay Mỹ đã tới ném bom bắn phá xã Quảng Trung. Lúc đó, Nguyễn Bá Ngọc là học sinh lớp 4 tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Vừa tròn 13 tuổi, anh đã hy sinh thân mình, cứu 5 em nhỏ trong bom đạn của địch. Đời Thanh Hóa anh hùng và dòng sông má mến yêu, vang chiến thắng hôm nào có tên của anh. Đời tâm hồn của người dành khi hy sinh thật vẻ vang. Làng Sen quê bác, từ trái tim rực lửa của bao chiến sĩ anh hùng, hôm nay chúng cháu cùng hội tụ về đây, nguyện quyết tâm rèn luyện theo năm điều bác dạy để xứng đáng cháu ngoan bác Hồ. Xin bác yên lòng giấc ngủ ngon, hôm nay đã có những người con sẵn sàng nối gót theo chân bác, làm rạng non sông bổn phận tròn. Thưa bác, vâng lời bác dạy chúng cháu xin hứa, vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng.